À, các bạn, nhìn đây nè. Ai mua không? Ô ba. Ủa dù quê LV, máy LV. Hả? Opa. Stay. Opa. Stay. 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 We see your shirt. Mặc áo ngon lạnh vậy. Hả? Opa, come here. Opa. Thằng mập địch, nó mệt rồi. No, no, Bentley. Cotton. Sit. Guys. How about lady now? Bentley, this way. Hey, boy. Catch it. Look at all. Move. Oh, stay. Move, stay. Hold your chair. It's for your Bentley. Guys, look at all the dogs celebrating off of it. Sit. Do you have a different plate? Oh, did I forget about you, Kai? Bentley, stay calm. Hold him, Lena. What does it do? He's just dripping the wax in the heat. Like lemon? It will stand like that. Have you never done that? They have flour there. Opa. Your flour. Catch him. This is mad cute. All of his friends is here. Papa! Well, oh, my friend now. Oh. Oh no. Perfect. Belly up. Up a little up. Belly up. Okay, happy birthday. Papa. Oh, Belly. Papa. He's so happy. Happy birthday! All right, guys, sing happy birthday. Happy wait, which woman? Wait, turn off the lights. No. Oh, yeah. Oh, okay. Norman, we're singing happy birthday. Come here. I'm dead. Look at this. So cute. This is belly so up. Cute. Belly up. 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 Yeah, up. Boy. My dog is buffing. Belly up. Take a picture, guys. Oh, look at here. You're in there now. God, oh my God, not my muffin! What? Oh, wait, I need to close it, Alan. Get closer, get more closer. Get closer. Alan, get both of them. Oh, the dog. Hey, mommy, can you turn on that mic? Oh, my dogs are here. Get a tall, get a tall. No. Yeah, okay, all right, ready, guys? Ready? Oh, my God. Why did you do that? Ready? Relax, bro. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alpha. Happy birthday. Hôm nay có ba vợ xuống chơi nên có là barbecue cánh gà. Đây là cục nạm Wagyu, American Wagyu nuôi ở Mỹ. Đây là cục tri-tip. Tri-tip có nghĩa là nó mà tam giác vậy nè. Ở trên cơ bò chỉ có 2 miếng thôi.
đi chợ gặp bán là mua đi, rất là ngon, mềm ngon. Rồi sẽ nướng cộng thêm sausage cho nhóc, cho thằng Úc. Đây thì nước sốt gấu trước khi đi làm đã làm sẵn. Vị của gấu mình sẽ làm một vị của mình. Đây là sẽ làm burger. Rồi bắt tay vào việc thôi. Và rửa sau khi làm sạch xong hết, rửa nước muối rồi, rửa sạch sẽ lại, cắt cái ra về cho nó thấm. Nếu bẻ cái này cho nó nướng cho nó thẳng. Cắt vậy đó. Nó ráo nước cho nó khô nước đi. Rồi mình sẽ ướp gia vị vô. Chiều nay là khoảng chừng 5 giờ là mình nướng được rồi. 5 giờ là mặt trời bây giờ nó mát rồi. Còn mặt trời nướng với lại nướng ngoài trời, nướng barbecue thì phải nướng ngoài trời nó mới đúng điệu. Mỗi lần mà đi kiếm đồ gia vị để nấu á, thật chứ gấu mỗi lần nó dọn á, không biết đường nào mà mò. Oh man. Không biết đâu hết. Kiếm xíu các bạn. Thì cái chai này nè, là mình đổ ra đây rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó ra đây nha. Ướp tới cái này đi, smoke cho này đi. Mình rub nó. Mỹ nó ăn vậy bạn. Nó làm rớt hết nguyên cái cục này. Cái cục thịt nạm này thì nó có mỡ mỡ vậy nó mới ngon. Massage cho nó đều hết ha. Cái đại đó tới chiều bây giờ là 3 giờ. Đã tới chiều 5 6 giờ mình nướng rồi được rồi. Rồi, một miếng. Cái này thì mình sẽ ướp kiểu bình thường thôi. Rớt một lần nữa. Đừng cho nó mặn quá, ít ít thôi. Tại vì cho này nó có muối rồi, nhiều quá thì nó mất cái mùi vị của con bò. Cho nó mặn quá rồi, vừa vừa thôi. Được rồi. Rồi, thì mình sẽ để đây. Tới bắt. Ồ, còn này nữa chưa. Chút xíu cái mùi smoke.
Đấy, giờ đây. Giờ là tới mang và ướp của dấu này, nước sốt của dấu. Bỏ vô là trộn trước đây. Tại cái này nó có nước rồi mà phải đem vào tay vô một giờ. Cháu thích ăn cái vị này, vị tự chế, bỏ tùm lum tùm la, bữa nấu quá trời ngon. Ok, mình sẽ cho chút xíu nước tương, oops, cho nó có màu, xíu gia vị khói. Giờ về steak. Dạ, đặc biệt mình sẽ cho trà xanh nữa các bạn, cho nó thơm. Trà xanh vô. Rồi. Rồi. Xong. Chúc đợi kết quả. Bổn vị. Rồi. Giờ để đây. Bỏ vô dần lửa nhỏ để riu vậy đó. Dần lửa nhỏ vậy ha. Giờ để lại chừng tiếng sau. Sau khi một tiếng đồng hồ đã ra phẩm rồi, nhưng mà nó hơi mặn. Sau khi lấy bò ra rồi, bây giờ bỏ chicken vô, sắp đẹp ghê không, bên cánh trái bên cánh phải. Trời này đẹp, trời này không nắng không mưa, nó âm u vậy nè. Ốp ạ, nè họ có cho ra. Ốp ạ, ô ba lì. Đây là mẻ đầu tiên
với gia vị của gấu. Bẻ cái cánh nó rồi, sao nó như còn véo rồi ta. Chưa. Sao cái thằng này tốt trên đây mà nó không chín vậy? Đây. Cái này là của hai con chó. Ok, hồng hôm nay bây giờ hiện tại bây giờ chắc đếm cái bông ra thôi chứ chắc cỡ ngàn trái ngàn bông. Nhờ khi mà nó có trái mới là quan trọng, nếu mà đừng có gió gì hết trơn ha, thời tiết yên ổn vậy á là năm nay cây hồng nó có nhiều trái lắm nè. Wow, trời bông luôn, đầy cây luôn, sơ sơ như đây thôi. Quá trời. Là cho nó rút hết cái nước ở trong chính là dừa. Rồi tới hương vị của mình. Trứng gà ướp trà. Một lão đại kia lão đại nữa là hai lão đại. Nay có má vợ xuống chơi với ba vợ xuống chơi nướng thịt ăn. Hồng quá trời kìa, mấy con trai cây hồng kìa, quá trời ha, quá trời luôn. Luôn ha. Nhiều lắm. Đây thì mình đi nó ngon, đằng bên đây là chỉ có giọt nào, tay mình bó chút xíu, tưởng mới chết rồi mà lấy ra nó còn sống. Ồ, ngò để không mất rồi. Ngò để lấy hột. Cắp mấy cái lá gia đình nó giờ. Put it there.
hôm nay có mơ ở quy tao có mơ có tích lầm. Ở đây là có tích lầm này đó, có tích lầm là tươi à, tươi xanh luôn đó. Cho bỏ lên nướng, bỏ lên nướng thôi. Nướng thịt mà nướng cá luôn. Hôm nay có ăn có tích lầm luôn. Cái tích lầm là sao ba? Cái tích lầm có nghĩa là hồi nhỏ thì tích thừa, nó lớn lên nó đậu cái tên. Mấy con cá này nó cũng khâu lắm này, lớn lên nó ỉ to con là nó đậu cái tên liền. Hồi nhỏ là người ta kêu nó là cũng có tích thừa, tích thừa. Nó mà nó lớn lên là nó giống như là đại ca rồi đó. Mình cho nó là đại ca rồi đó, nó đậu tên của nó là tích lầm. Ô chú bảy, nó còn ngào hơn con người nữa. Rồi rồi, tươi xanh. Hôm nay có ăn cá tươi xanh. Rửa rồi. Người ta rửa theo kiểu nhức nữa là cá. Rửa cá mà rửa theo kiểu nhức nữa đó. Anh thấy Nhật Bổn rửa cá chưa? Mà không đem ra cái đồng bao xịt nước vô. Xốc 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 ra rồi. Thì nó kiểu nhất nữa là khác, cũng mới ngon. Trời ơi, nó mình làm bình thường rồi. Ok, áp dụng lại đây. Wow, cảnh đẹp quá. Mấy cái bông chạy nó mang đầy chứ, bông bự. Nhưng mà bông cũng chụp ra. Lại về đi vô gym chạy 2 mouse. Rồi tập tay chân rồi. Về là tắm rửa xong ra nướng luôn. Đó, tập từ nữ đó. Nam vừa cái mình ăn lỏ, còn mấy đứa nó đi. Con nàng thổ như tâm đụng nó gì nó ăn sao. Cái chừa nó túi quá. Mấy cây bà út qua chân. Mấy cây bà út không? Bà hôm trước gặp bà bao dưới nó bà nói. Chứ mưa xuống nó mới kêu chứ còn bà không nói được, bà không muốn kêu. Bà có nói kêu nào chừng nào mà anh chị xuống dưới đó đa lát đó thì ở điện thoại tôi qua tôi ghé chơi vui 4-5 lần như vậy. Ma đè gọi là ma đè đó. Mấy vợ đè chứ ma nào đè. Có nghĩa là khi mà con mình ngủ là ra cái bắn gì nó bự gì đó không tới phải không? Chanh đè mẹ nó tròn vậy. Con cái lần thấy luôn mặt bí bí bên này ngồi bố tay trong đó hai tay nhéo chanh. Mình thở không được. Mình bên đó mình rõ ràng mình thấy cái chanh mình nằm dưới đây mà có cái chân bên đen đen lên. Rồi mình lật người, mình vừa nằm thứ 5 phút quay cái hướng kia. Nguyên cái bà cái giường á, nguyên cái chăn với cái nó kéo tay mình, nó cầm cái hộp. Với mình với được cái hộp tissue bên cạnh á, mình đập một cái mình tỉnh luôn. Là ú ớ mà là không có là mình lúc đó bị. chắc mình bị ngọt thở đó. Chú bị đó. Có không? Hồi xưa lâu lắm bị rồi nhưng mà đây tham nhiều hơn là bây giờ lấy lít cơ chứ. Đây tham nhiều. Hai ngày liên tục hết rồi. Chắc nghĩ là khó thở. Chú bị một lần nằm xuống nó tự nhiên có cái bắn nào mà nó bự ra bự xa nó tới còn bự nó tâm mình luôn. Ô mình ngọt thở luôn. Đó, hoài không được, muốn hoài mà hoài không được nghe. Như có lần chẳng hạn như là chúng ta nằm ở ngoài hiên nhà thường thôi, nằm ngủ thôi. Có đứa em đi ra mà mình ngọt thở quá, mình kêu nó hơn vậy. Kêu mà nó nói nó không. Ê, đã bật chắc là chicken good, take it out. Thì mình nói nó thấy hơn kêu nó không, thấy hơn nằm ngủ không nói gì hết. Mà rõ ràng mình thấy nó rõ ràng đó. Mà mình nói không được. Mà cái tay mình để vậy này, ngọt cổ. Chicken's ready, right? Yeah, but a new one. Cũng bị giống như vậy. Mình thở không được, cái mình gồng. Thật lạnh lắm luôn. Cho nên cái câu này nó tới nó bù hoài rồi đó. Vậy à? Chỉ mà trường hợp mấy người mà giờ mà yếu tim là cái gì mà vô đó đè luôn đó, tức tử luôn đó. Thật gồng dữ lắm nha, gồng đè nó tỉnh vật lên đó. Vật lên nó không nổi đó. Mới nó hết rồi. Sau mà dài dắt đen vô. Mà đen khổ luôn. Sáng em mùi thơm. Dưới hết này cho rồi.
There you go. Let's do it. You have a dog yourself? I have a big one. I have just, I was in Vietnam during this time. Yeah. But, dude, it was crazy. For him. Yeah. The Japanese fighter right here. Yeah, dude, he passed away because one fight. He went 10 rounds, 22 years old, and died. Dặn để dặn nó nhỏ lại đi. Dặn cho nó nhỏ lại. Cá mày hồ à chứ. Cá mày hồ. Cá biển, cá biển. Ồ có biển. Ồ. Dặn nó nhỏ lại xíu. Mạnh chưa? Đang rồi. Lồ. Nguồn nước gà hay nè. Xin trái cũng xin tài. Lồ, trái là ướp thôi, cách ướp thôi. Ướp đường thì nó cháy thôi. Ướp mà đọng rồi cũng cháy vậy. Hả? Mà đọng. Ba ông thì cháy tất nhiên mà đồ ngọt là nó cháy nha. Cái gì có đường rồi nó cháy thôi. What's up, man? I think I have too heavy. Huh? I think I forgot too heavy. He is heavy. No. Vui bên lắm kêu cái ăn kìa các bạn. Vui bên cho nó ăn. Mấy chỗ được cho đây có thịt trống á. Có thịt cho nó. Because you saw you should know. Move, move. Out. Move. Out. Out of there. Move out. Out. Should know, man. Is it every time I see the race? Reminds me of Vietnam. I know, bro. Huh? Get out of here. Every time I see the race. Reminds me of Vietnam, bro. I see that. That's crazy. You even see that dog, dude. Yeah, they have a restaurant for that. Oh, no. You made a beer. My beer. Probably you got to go to club and sell something. Yeah, somehow. Yeah. Y'all doing anything tonight? Hell no. I say, Alan, can you guys... I thought it's good. Yeah, to him. His daughter. His daughter says she knows us. I don't know him or not. What's your last name? Jenny. Jenny? That's a lot of Jenny. I didn't tell her. See, Hector wanted to say introduce somebody. Uh-huh. The yellow one, the yellow one. I think I've seen her at parties. I don't remember. Oh, I see. Right. The one on the left? The one in yellow, yeah. Yellow, I see Chihuahua eat, I see Chihuahua Vietnam eat like my uncle bring out a whole plate full, all the fish bone. For real? All fish bone? All fish bone. I said, why do you eat that? Trước tiên là tạo cái công rất lớn này này để nó có nạc là mình ăn luôn. Trước ăn thì sau là quảng cáo. Mấy cái dĩa cái khai chai khai đúng không? Cái tray á. Này à? Không có mình ăn cái con nào mình lấy con nấy. Cho nó nắng chứ không để ra nó ngủ. Trời. Nó mà một hai ba con thôi. Ăn trước rồi đã. Rồi. Ok, ta đâm thử đi. Thử cái này đi. Ăn chưa em Biển? Ăn chưa? Did you eat? It's good. You got more. You have more outside. I bring it. Don't be shy. Yeah, don't get some more. Some more. I like it. That might be seasoning in there. That's might be seasoning in there. Hey, sup? Hey, vlog. I made it on Bob's vlog. No. It hurt. It's hurt. With what? It's an Orbeez gun. No. No. Here we go.
Oh hell no, bro. Oh, that's a good tequila. I know it. Dude, I haven't drank in like. Yeah. Wow. Dude, I go too much, bro. I need to stop. Không biết bao lâu mà cũng qua 40 năm mới trở lại mới ăn được đây. Yeah. That's crazy. Em đâu nói qua nó nhậu đi mà em đâu nhậu đâu. I swallowed too much of that. Đang sướng ra đây đang sướng đâu muốn đi nhậu đâu, bỏ nhậu thôi. Yeah. Đâu đâu em nói là anh nhậu đi em đâu nhậu đâu, rồi không nghe. Hả? Good What do you mean? Is that macro, right? Hết rồi, hai ngày hết rồi. That's called macro. This? Yeah. Em chạy nhà bạn rồi. Mm. What's it called, bro? Lâu lâu, bữa lâu quá lâu, bữa ngày mai. Okay, okay. What? What's your shot? This one. Ít thôi. Lâu con với ba phút nữa thôi. Đó. Giờ yeah, nãy với ba hát hát thôi. This is a nice bottle for. Yeah, it's nice. I heard it's good. I tried it before. You know the rock. Yeah, he knows. The that's rock. The reason why he bought it. Yeah, that's it. Oh, that's you want me to record brand, you? Yeah. Do you watch the WWE? Oh, cheers, POV, cheers, cheers, y'all, cheers. Yeah, I think I have. Cheers, 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 cheers. Not bad. Cheers, cheers, ba. You want some? This one yours, right? You liar! That's unhonest. Oh, me and him. Want some left? I see your beer. Cut out. So how many made on it? Don't let school in your house. Wow. Oh man, no, that's yeah, that's cool. Oh, wow. Yeah, yeah, when you see yeah, me, yeah. I didn't see that until like 6 months, and I go back to Vietnam 2 months. So that's all day. I used the That's it? Oh, I'm right. Yeah, yeah, Trang, tao mua, tao quên tao mua tới hai bịch Costco. Hello, Karen. Hello. It's okay. Hello, Karen. Hello, hello. Nó lại làm gì thế? No. Here, got chicken. Karen. Hello. Some chicken. No, no, no. Dude, always. It's because Kevin told me after I ate. No, I didn't. He mean, right? Nah, don't Kevin, he probably did, man. He really did. He got home and he was like, here, come, I place this food. And I was already eating. And then take a shot. That's why he said she already eats, so she can get a shot. Yeah, take a shot. I got a guy to Kevin's house. Oh, wait, that's good. Too far. Do it. Do it. My boyfriend. Oh, you're over here? No, he's in McKinney. Go woman go. Damn. Don't drink. Oh, nay. Yeah. No. Okay. McKinney mà sao? That's too far. I'll take one. What are you doing? Take one too. I don't have it. I just you did. Take one with me? Oh, I have two. If you want to. What's that won't hurt? It hurt me now. No, man. Có chặt đồng men cho bốn trăm đi. Có nhiều lắm. Yeah. Ở trong tủ lạnh á. Sắp mom rửa sắp. Just give me a second. Yeah, mom rửa sắp. Đó, cho con rửa cho nó ấm đi. But you saw, it was bright as hell. I looked down, I'm like, okay. I held you up though. Yeah, I'm like, mom rửa sắp nào. Mom rửa sắp. Okay, I see. Đây là một bọc sắp, bao nhiêu là mỡ? Bao nhiêu mỡ? No, man. Yeah. When you come, my nail salon. Huh? When you want to come? Dude, I don't even know. I have one girl. Don't you tell me that? Bro, don't you tell me that? I come next week. No,
Start the day. Uống không? Cái này dễ uống mà. Cái này dễ uống hả? Alan. It tastes good, right? Kill good. No, man, it stay good, right? It stay okay, right? This is it. Good. Hi. Really? Really popular. I went to my friend's house. I drink it. Look good. It's 80 proof, man. Strong. Really? Yeah. What's this? Yo. Nhà rơm vậy đó, mấy cái nhà mà ngoài cái đệm đó chúng cái nhà ruộng đó, cái bếp. Rồi bye các bạn nha. Đây là một gia đình barbecue. Giờ để ăn uống các bạn. Bye các bạn nghe gọi các bạn clip sau.